đen luôn. Em có rau má dừa, rau má đậu xanh nè chị. Rau má dừa. Dạ, một rau má dừa nha. Một cũng tính ngọt. Dạ, tính ngọt. Giờ mình lấy hai rau má dừa, một rau má đậu, một sinh tố cắt cọc. Trên. Hay là anh có nói gì không? Có mời anh ra đít, mời anh ăn không? Hả? Mời anh khỉ không anh? Đây đây thì Hà Linh ăn đồ cuốn nha anh em nè, bò nhúng nhấm nè. Bò nhúng nhấm với mình lên luôn. Dạ đúng rồi, bò nhúng trước á, cho mấy anh chị ăn. Đen luôn. Happy birthday to you. Mời anh chị. Hôm nay đồ tốt, món này ngon. Món này anh thấy rất là ngon. Để dưới đây nè. Quảng cáo món tốt. Hoàng Ti. Hoàng Ti cái này. Cho món rượu. Cho mấy dừa. Dạ. Má đậu xanh rồi. Dạ, em gửi thơm say. Em. I serve Adi distribute in. Rau má đậu xanh. Anh biết. Anh có để cho mình em như vậy. Mời cái nhà ăn cái việc. Hoàng Ti 72 Võ Văn Tần, quận 3, phường Trần Hưng Đạo, quận 3. Không muốn bỏ hút thì chị sẽ ngủ ở đây. Cảm ơn. Yeah. Hey, hey, hey.